Em là người mẹ thất bại đúng không anh? Chị ơi, khuya rồi, chị đi ngủ đi cho đỡ mệt. Đằng nào con Vân cũng không bị bầu bí gì cả, chị yên tâm cho con gì. Nay con Vân nó không về, nó ghét, không muốn nhìn mặt tôi nữa rồi. Nó bảo tôi đừng thương, đừng lo cho nó kiểu đấy. Nhưng không lo như thế, không thương như thế thì tôi phải biết làm thế nào? Thì chị cứ kệ chúng nó đi, chúng nó có thân có đời, chúng nó tự lo. Chị cứ lo, chúng nó có biết quý trọng đâu. Làm mẹ mà không lo cho con cái thì còn biết làm cái gì? Có khi không làm gì chúng nó còn thích hơn. Em ví dụ cho chị nhá. Đấy, chị cứ sồn sồn lên lo chuyện chồng con cho cái Trang ấy. Thế rồi là chị lấy số điện thoại của cậu Duy gì cho nó. Thế nhưng mà nó có cần đâu, nó lén nó xóa đi. Đấy, chị cứ lo hão lo huyền ấy. Thế rồi lao tâm khổ tứ làm gì cho nó mệt. Cái Trang nó xóa số điện thoại à? Em không biết, em chỉ đoán thôi chứ em không hề nắm được. Chị đừng hỏi em. Tôi tìm mối cho cậu thì cậu hất đi. Tôi tìm người tốt cho con Trang thì nó xóa số điện thoại. Đúng thật là tôi chỉ toàn làm những cái điều thừa thãi. Bị ghét là đúng rồi. Con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thương một người không máu mủ ruột già mà đón nhận con, cho con một mái ấm. Chị làm vợ, chị đã hoàn thành cái việc của một người vợ, một người mẹ chưa? Mẹ cứ vừa phải phải thôi, đừng có quá đáng như thế. Chị im đi, mẹ nói ai im. Em đi tìm mẹ ruột của mình thì em nghĩ là mẹ sẽ buồn như thế nào?